Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình sẽ đi ăn hộ vải anh em ạ. Đây, xin đi vào vải. Đây, ăn không mà hai. Bạn lên này. Không, bạn đâu. Có đây, xin đi vào vải bác. Tí quả vải, xin cái gì là xin tí quả vải. Mình có bên trong không bác? Rồi, bây giờ đi thôi. Đây nhà bác mình còn mấy cây vải anh em ạ. Nhà bác mình còn mấy cây vải. Ô cây này trụi rồi. Cây này trụi. Tìm mấy cây khác anh em. Mấy cây rồi. Xem cái nào nó trụi trụi rồi mình mới lấy anh em ạ. Này chỉ sợ bỏ xít thôi anh em ơi. Cái cam của mình nó kiểu giọng nó bị mờ thế này này anh em, mình nhầm theo. Đây, cái giọng nó bị hơi nước bên trong cái kính này, mình không lau được anh em ạ. Anh em thông cảm nhé. Ui nhãn này. Nhãn này anh em. Nhỏ quá. Quan được đâu. Đây có cây ở bên dưới này này. Mình xem cây nào bẻ rồi mình lấy. Cây này bẻ rồi. Cây kia ít quá nhỉ. Mình bẻ cây này đi. Đấy, rất nhiều kiến luôn này. Chọc phát nhá. Chọc phát thì nó đốt đấy anh em. Đừng chơi dại rồi. Đây. Đấy. À. Đây, đây. Mình không có cái tay cầm cam anh em. Nên là phải ngậm bằng mồm. Vải rất chìa chín, rất chi là ngon luôn anh em. Thử quả nào. Ngọt lịm. Mời tất cả anh em nhé. Mời tất cả anh em. Ngon đấy. Cắn vỡ cả hạt rồi. Nào còn nữa. Rất là ngon rồi anh em. Cầm đầu mình hái tiếp anh em nhé. Đấy. Ngon rồi anh em. Ê, cao quá. Không kéo cớ rồi ngọt. Không cớ. Ôi. Cái này nhảy hắc rồi. Cho gãy chân. Tìm thử chỗ nào nó thôi. Thấp bẻ.
Má cửa ơi rồi. Ấy. Cái gì hái bằng này thôi anh em. Hái bằng này chắc đủ ăn rồi nha. Bây giờ mình bắt lá này anh em ạ. Bắt lá đó. Mũi nhiều thế. Đấy. Vượt túm anh ạ. Về thôi. Còn lưu luyến thì mấy cái cây vải nữa. Lúc nào hết thì lưu luyến tiếp. Hết lưu luyến rồi. Giờ có túm này hết lưu luyến rồi. Giờ đi về rồi. Giờ đi về thôi anh em. Có cái túm này là hết lưu luyến rồi. Ôi ôi, muối nhiều quá anh em, nó đốt mình. Ui, ngứa ở mặt nhé. Rồi đi về thôi. Cầm. Mỗi tí giơ tay lên mà mỏi cả tay anh em ạ. Về chuẩn bị nấu cơm, bây giờ cũng hơn 5 giờ. Hello. Ăn vải không? Ăn vải không chú? Nào. Ở đây đó. Mi em sẽ lấy cho anh cái rồi. Đấy. Ui, mũi nó đốt cho. Ngứa cái chân đi nhầm. Đây là hai con thỏ khựa nhà mình. Đấy. Con này con đực, con kia con cái. Ăn vải không? Ăn vải không? Ấy, ai ạ? Con kia nó nhát lắm, con này thì nó bởi vì con này bắt từ bé, mình quen nó từ bé. Con kia mình đi học xong rồi thì về thì thấy bố mình bắt, nên là con này cũng hơi sợ mình. Rồi đặt rổ xuống, rồi ăn đi. Đấy, anh em thấy quả vải chín ngon không? Đấy. Ở Lục Ngạn thì chắc chắn là nói chung là chỗ anh em có chỗ khó, chỗ không thì thường thường là chắc cũng có rồi. Đây gọi là vải muộn đây anh em, vải muộn nó chín rồi. Còn vải sớm, vải muộn này ăn hạt rất chỉ là bé luôn. Còn vải muộn ấy hạt rất chỉ là to. Đấy, thôi thì giờ mình ăn anh em nhá. Vừa dưới gốc cây ăn thử thôi, ngon phết. Nhà mình này không sâu không thối luôn. Đông gì nữa, không cả sống gì hết gì đấy. Làm sao mà thấy được? Bởi vì là lúc quay nó lâu lên là màn hình nó sẽ bị tắt đi, hiểu không? Có gì ngon? Ngon, em thử miêu tả. Ngon không? Nhìn mày này. Ngon. Ngon không? Tóc sao nhìn? Ấy. Đâu thử cho hai chúng mày ăn đâu? Ăn không, nó cho quả này. Đấy, ngon không? Nếu cảm nghĩ nào. Ngon không? Ồ, ăn đi. Đấy, ăn thử nào. Ăn không nếu cảm nghĩ nhá. Ăn đi, bỏ chân ra nào. Ồ, làm nó sợ. Ăn đi, ăn đi. Đấy, ăn đi. Đây. Này. Ui, ăn đi, ồ. Ngon không? Ui, ui, gì đâu ấy, ăn đi. Cô này ăn đi, ồ, ăn đi. Ăn xong lưu cảm nghĩ cho anh biết ngon hay không? Ồ. Cô ăn cỏ nào? Hả?
Đây, xé ra ăn. Ăn đi xem ăn, nếu, ăn đi còn nghĩ cho anh xem thấy ngon không. Đấy. Ngon không? Ngon. Ô, hai thằng kia, ô, con gà xong rồi. Ngon không? Nếu bảo nghĩ đi, vẫy đuôi nếu mà ngon vẫy đuôi. À, ngon à, ừ, ok. Con này, ăn mãi không hết này. Ăn đây, ăn mãi không hết này. Ăn dè dè này. Tí con này nó ăn chanh rồi. Nhảy, ăn tiếp không? Cho này. Tự bóc nhá. Thôi để anh bóc cho rồi. Đây, này, này, đây, này, ăn này. Ồ, dậy mà ra đây bắn. Đến cái sàn này ăn nó còn sạch hơn không? Thích ăn kiểu dạng hoang dã này em. Ồ, ăn đây. Này. Ồ, còn một tí này, ăn nó đây. Thôi. Ngon không? Vẫy đuôi cái nào. Ngon không? Ngon thì vẫy đuôi cái. Bắt tay này. Ngon không vẫy đuôi cái nào. Ồ. Nè chạy à. Thôi, mình ăn tiếp đi. Quả này quả cái quả kiểu dạng như này nó rất nhiều hạt bé luôn, quả này rất mình 100% có hạt bé. Quả hạt bé. Đấy anh em thấy không? Hạt bé tí à. Hay nhá. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách phân biệt hạt bé nhá. Đây, anh em thấy hạt không? Đây hạt bé tí. Đây này, mình sẽ phân biệt cho anh em cái hạt bé hạt to này. Hạt to là như quả tròn như này này. Anh em nhìn kỹ nha, đây nhá, quả này hạt to này, mình 100% hạt to. Giờ mình sẽ tìm hạt bé cho anh em xem nhá. Quả này khả năng hạt bé này, nhưng mà nó quả bé quá. Tìm quả to to tầm này. Đây đây đây, anh cắn, méo méo. Không, quả này không. Thường 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 mấy cái quả mà đây 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 đây. Đây thường thường mấy cái quả kiểu này. Đấy, anh em nhá, không thì mình tìm quả bé bé không được. Quả tìm quả bé bé cho anh em xem. Đây này, anh em được chưa? Hai quả này nhá. Mình sẽ đây. Quả này quả bé này, kiểu dạng quả này nó dài dài ấy anh em. Anh em nhìn thấy nó dài dài không? Nhìn kiểu dạng nó dài dài. Còn quả này nó tròn xoe này. Đấy, quả này nó hơi dài dài này. Đấy, bây giờ mình sẽ ăn quả này trước nhá. Quả này hạt to này, mình sẽ ăn trước cho anh em xem này. Rồi. Ủa? Cái quả này hạt bé nhỉ? Ừ. Không sao. Phán đoán hơi sai một tí. Đây, cái quả này nhé. Ồ, nhìn nó bảy từ nãy đến rồi ạ. À. Đấy. Thì quả này hạt bé hơn quả này. Đúng chưa? Anh em thấy không? Sau này, quả này cái hạt mà ăn cuối cùng này vẫn bé hơn đúng không? Đấy. Nói chung là phán đoán của mình vẫn đúng. Nhưng mà cái quả này này hạt to chắc 100% luôn. Quả này hạt to 100% luôn. Cái gì? Quả này hạt to 100% luôn. Cái gì đây? Mít cánh cả vớ cái hạt này á. Nó khắc quá. Không quá. Thiếu luôn. Thôi thì nói chung là video của mình đến đây là thế rồi nhá. Cảm ơn mọi anh em đã xem cái video của mình. Nói chung là ăn vải ngon lắm anh ạ. Mời anh em ăn vải nhé. Nói bye bye anh em. Ngon ngon ngon. Wow, con kia ăn chanh quá đấy. Ăn ngon đấy.